Không biết các bạn á, có ai biết cái cây này không ha? Đây là lần đầu tiên á nha, Tiên nhìn thấy cái cây này cho nên là Tiên đã mua về để trồng thử. Hôm nay nó lên tốt lắm luôn. Khi mà Tiên mua thì Tiên cũng có lên mạng Tiên tìm hiểu. Người ta nói cái này là loại dưa leo của người Mễ á các bạn. Dưa leo mà ăn nó hơi chua chua giống như chanh vậy đó. Trái hôm nay rất là nhiều luôn ha. Đây nè, trái nó nhỏ xíu à. Cái loại trái này nó cũng không có lớn đâu các bạn, nó nhỏ 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 thôi. Mà người ta nói ăn vô ha thì nó giống như là dưa leo, nhưng mà nó chua chua. Thấy lạ quá Tiên mua, xong rồi Tiên cũng lên mạng Tiên coi. Các bạn thấy trái nhiều chưa nè? Nay trái nhiều lắm. Trái li ti không à. Thì hôm nay Tiên bắt đầu thấy trái nhiều rồi thì chút nữa Tiên sẽ bón thêm phân. Đó, trái nhỏ nhỏ nè, nhiều lắm luôn. Đúng ra thì là Tiên nên sử dụng cái khoanh tròn tròn á các bạn, mà để mình trồng cà chua đó. Nhưng mà Tiên không có mua cái đó, mà Tiên gắn cái hàng rào lưới lên đây. Tiên mua cái miếng lưới sắt này nè, Tiên gắn lên cho nó leo lên luôn. Rồi còn bên đây thì là xương sâm đó các bạn. Xương sâm hôm bữa Phương cho Tiên á, thì hôm nay nó cũng bắt đầu leo ra chút chút rồi ha. Mà nắng quá cho nên Tiên phải che mấy cái miếng này vô. Chút nữa Tiên cũng sẽ bồi thêm đất vô đây cho nó. Tưới nước một hồi đất nó xuống này các bạn, nó lòi cái phần này ra nè ha. Nè các bạn nhìn nè, đó nó bắt đầu nó leo ra tới đây rồi. Trời ơi mừng muốn chết luôn á. Mỗi lần mà nhìn cái cây này á ha, trời ơi Tiên thích lắm. Tại vì Tiên đã thích cây xương sâm từ rất là lâu rồi. Hôm nay thấy nó cũng leo ra khỏe khỏe như vậy là cũng là vui rồi các bạn. Nhưng mà cây còn cây con á, cái hướng này nè, nắng quá cho nên phải che vô. Đó, giấc này đang nắng dữ lắm. Vậy thôi. Mấy cái chậu này hôm bữa Tiên trồng hoa cúc, Tiên nghĩ thôi mình bứng hết hoa ra đi, mình trồng cây rau cho mình ăn ha. Tiên đang rất là gọi rằng là hào hứng với cái loại cây này nha các bạn nha. Hôm nay bắt đầu trái nhiều lắm, thích lắm luôn rồi. Hôm nào có trái á, nó lớn rồi đó, Tiên sẽ ăn thử coi nó làm sao nha các bạn. Tại vì Tiên chưa từng ăn qua. Rồi nó leo lên tuốt trên đây rồi, nhanh thiệt. Lúc mà nó bắt đất rồi nó leo lên nhanh ghê luôn á. Trời, trái nhiều lắm, quá trời trái luôn. Bạc hà hôm nay Tiên trồng á, nó lên cho một rừng luôn á các bạn. Các bạn coi nè, cái hướng này nó mát á cho nên lá nó xanh ha. Còn cái hướng bên kia bị nắng quá nè các bạn nè, cây nó bị vàng lá ha. Bạc hà đặc biệt nó ghét nắng lắm. Thì khi mà mình cắt cái cây bạc hà là mình thấy nước đó các bạn. Khi mà Tiên cắt một cái nhánh bạc hà là Tiên thấy nước từ cái nhánh bạc hà nó tuôn ra. Bạc hà nó ăn nước dữ lắm. Thích ha. Quá trời bạc hà luôn. Heo của Tiên trồng năm nay mắc cười lắm. Nó bị chậm lớn các bạn ơi, cho nên là hoa và trái nó nằm ngay gần cái gốc luôn. Nhưng mà mấy hôm nay thì bắt đầu nó lên rồi nè. Đó, nó bắt đầu nó lên tốt rồi nè các bạn. Đó, bắt đầu lên cao rồi ha. Nhưng mà phía dưới này á, thì nó ra hoa quá trời quá đất luôn. Hoa nè, rồi bên đây thì có mấy trái nè, được 2-3 trái gì chỗ này nè các bạn. Thì đây là loại dưa leo dài, siêu dài. Đó, mà Tiên bỏ xuống đất của Tiên vừa rồi, đất xấu quá. Xong Tiên phải vung cái gốc lên, vung thêm đất vô cái gốc. Thì hôm nay Tiên bắt đầu Tiên thấy nó khỏe. Và bắt đầu nó trổ lên, nó đi lên cao rồi nè.
Thì dưa leo đó nó có cho mình tới tháng 9 lận các bạn. Tháng 9, tháng 10 luôn á, vẫn có dưa leo cho mình ăn nè. Cho nên không sao, bắt đầu có trái là vui rồi. Thì năm nay Tiên có trồng 3 loại rau lan các bạn. Tiên trồng 3 loại rau lan. Thì có loại rau này, cái lá này các bạn thấy không? Cái lá nó khác ha. Cái lá hình dạng nó như vậy ha. Thì cái này là loại màu vàng, khoai lang vàng. Ở đây dưới gốc dưới giàn khổ qua thì Tiên trồng một loại nữa, thì loại này là khoai lang tím hay khoai lang đỏ vậy đó, Tiên quên rồi. Với bên đây nữa nè các bạn nè, đó, một trong hai cái, một cái là đỏ nhưng cái là tím, đỏ cam gì đó, ba loại ba màu khoai khác nhau. À, không biết năm nay có củ không, năm nay Tiên trồng Tiên muốn có củ để ăn ha. Mấy năm trước thì Tiên lấy nhánh Tiên găm xuống thôi, nhưng mà năm nay thì Tiên trồng bằng củ. Người ta nói muốn có củ ăn thì phải trồng bằng củ á các bạn, cho nên năm nay Tiên trồng bằng củ. Còn ớt thì hôm nay bắt đầu cũng ra ớt nhiều lắm rồi ha. Cây này sao nó còn lặt lìa lặt lõi quá. Hai cây này nè các bạn, cây này với cây này nè, hôm bữa Tiên bỏ xuống á, nó lặt lìa lặt lõi giống cây này nè, nó tơi tả giống như vậy nè bạn. Các bạn, tại vì Tiên trồng trong chậu mà, cái Tiên lấy là Tiên bỏ xuống đất, thì khi bỏ xuống á, nó bị sốc đất á các bạn. Nhưng mà hai cây này rất tốt rồi, ra hoa ra trái tùm rồi ha. Đó, hoa quá trời nè. Bụi xả ha, bụi xả hôm nay cũng tốt lắm luôn. Rồi có mấy cái nhánh lẻ đó, Tiên cắm mấy cái nhánh lẻ xuống. Có một nhánh lẻ thôi mà hôm nay nó ra một bụi rồi nè các bạn nè. Thì năm nay Tiên sẽ rút kinh nghiệm là Tiên sẽ không có nhổ hết, giống như cái video lần trước là Tiên nhổ hết nguyên bụi lên luôn. Thì năm nay Tiên sẽ không nhổ nữa. Tại vì ở Cali các bạn ơi, xả để ngoài này thì nó vẫn sống. Cho nên là Tiên năm nay Tiên sẽ không có nhổ bỏ nữa ha, Tiên để luôn, để lúc nào mình cũng có xả để mình ăn hết. Xả tươi. Đợt trước thì Tiên ngắt ra Tiên bỏ ngăn đá. Ở đây Tiên có trồng củ dền đó các bạn. Mà nó bị sâu nha. Hôm bữa sâu á, các bạn biết không, nó ăn trụi lá luôn, không còn một cái lá nào luôn. Lá nó bị như vậy nè các bạn nè. Đó. Xong rồi Tiên phải ra Tiên lật lên. Tiên thấy có mấy cái đốm trắng trắng nó nằm ở đây nè. Những cái đốm trắng trắng là Tiên diệt hết. Vậy đó, hôm nay mới bắt đầu thấy nó có lá trở lại nè các bạn nha. Còn hôm bữa nó trụi lủi không còn một cái lá nào luôn, nhưng mà vẫn còn bị sâu nè các bạn. Thì Tiên cũng coi trên mạng mấy người chỉ Tiên đó là tưới cho nó nước ấm, nước hơi hơi nóng một chút á. Thì từ lúc mà Tiên bắt đầu Tiên lấy nước nóng á, Tiên tưới á, rồi chiều xuống á, Tiên cứ lật mấy cái lá ngược lại như vậy nè, Tiên thấy mấy cái đốm trắng á các bạn, là Tiên diệt hết mấy cái đốm trắng đi. Thì hôm nay á, lá mới bắt đầu lên lại cho Tiên đó, chứ hôm bữa nó chịu lỗi luôn. Đó, ở đây Tiên có trồng củ dền. Thì Tiên thích ăn củ dền lắm. Củ dền bổ máu mà. Củ dền là chất dinh dưỡng nó tương đương với lại thịt bò đó. Mình không ăn thịt bò, mình ăn củ dền cũng được. Nó cũng cho mình chất sắt y như ăn thịt bò. Thì hôm nay lá nó đã xanh tươi tốt lại rồi ha, Tiên rất là mừng luôn á các bạn. Bây giờ mỗi lần mà đi ra vườn các bạn ơi, nhiều nhiều thứ việc cho Tiên phải làm lắm. Cứ xoay qua bên đây cái thấy cái cây này, xoay qua bên kia thấy cái cây kia, thì lâu lâu mới có thời giờ ngắm ngắm cây rau mình trồng. Thí dụ như cây cà chua này, hôm nay Tiên mới ngắm nó nè, thì Tiên thấy hoa và trái rất là nhiều. Mà khi mà mỗi lần mà Tiên mà có thời gian để Tiên ngắm những cái cây rau củ mình trồng á các bạn, mà thấy nó ra trái như vậy nè, trời ơi vui lắm, thích lắm các bạn ơi. Tự nhiên những cái mệt mỏi của mình á, mình quên. Chứ thật ra có đôi lúc khi mà Tiên làm Tiên mệt quá, Tiên cũng muốn bỏ cho rồi. Mâm xôi nè các bạn, ra nguyên chùm luôn ha, nguyên chùm nụ luôn ha. Đó, Tiên trồng cây cà chua ngay cạnh cây mâm xôi. Tiên cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của Tiên nha.
Mong là tất cả các anh chị và các bạn sẽ ủng hộ kênh của Tiên, nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Tiên cảm ơn rất là nhiều. Chúc một ngày tốt lành. Bye!